Hello mọi người, lại mình cũng Miễn đây. Hôm nay mình sẽ chỉ mọi người làm mấy cái sự kiện chụp tâm linh này. Ok, cái chỗ đầu tiên mà mình chỉ đó, bây giờ mình sẽ chụp ngay đây chứ. Ây dạ, sao không thấy gì ta? Ở đây mới có hả ta? Chị đã chụp được chưa? Căng đi góc luôn nè, để lên. Ok, không có chụp ăn, đây sao em chưa chụp được? Chị chụp được chưa? Đứng ngay chỗ này, đứng ngay chỗ này. Ok, chị để chỗ đây. Ủa, đấy, được rồi. Qua qua lại lên ngay chỗ này nè. Rồi em gọi đến cho. Rồi đi, cái này. Rồi chụp chưa? Rồi đâu rồi? Hay đâu lẹ lẹ dữ gì? Thôi đứng ở đây chụp trong cái cửa ngay đây không? Rồi tiếp nè, chị mời em ơi, em không tên là được lắc quá. Đứng ngay đây chụp cái cửa sổ. Chụp cửa sổ đâu ta? Tìm chỗ mọi người chụp đi. Ui, cái tờ giấy nè. Ngay đây. Đứng ở đây chị. Trời ơi, cái chữ gì kìa. Ok ok. Lên hết rồi, lên. Đi lên qua liền. Chỗ mới gọi đến luôn á. Chạy nha. Ơi đừng đang qua nè. Phú quá những người, trời ơi. Lẹ lắm. Chị chưa? Ừ. Em đứng ngay cái eo em chụp. Đứng ngay cái eo em chụp và chị đi tiếp. Đứng ngay cái eo với hồ cá đang đê đó chụp. Ngay hả? Ừ, đúng là ngay cái eo đó. Ừ. Lẹ qua lẹ. Mà ở ngay cái chỗ gì mọi người biết không? Cái chỗ mà để qua mấy cái chỗ nhà mọi người qua ra thành phố á. Thì có một cái. Trời, nó quay luôn. Hết giờ rồi. 1 giờ. Chưa hết giờ. Dạ. Tới mấy giờ hết nhỉ? Lạc quá ha. Sắp hết giờ luôn rồi. Trời ơi, đợi mình lắc xong cái nha. Ok mọi người nghe đây. Chị có hồ này. Chị biết ơi, chị nhớ có 10 chỗ rồi ha. Bên viện nữa. Rồi nha. Trời ơi, cái gì thế này? Gọi qua nha. Qua đi. Gọi qua đi, lắc qua. Rồi nghe đây. Chụp đứng lên. Ngay góc này là có con ma xuất hiện rồi, nên chụp canh góc đó. À không, quay không? Ủa thì đây nè. Biết mà, em biết góc này mà. Lại quay. Trời ơi.
Vậy hôm tao nó cũng quay nữa. Ê chết rồi, đọc cái này sai. Đúng không? Tao mà đúng không? Trong bệnh viện. Trong trường học còn mà. Hình như là vậy á. Ở dưới ống cống nữa. Ôi chết rồi, hết giờ rồi. Rồi hết giờ. Tại tính ra mới vừa vô được cái mạng nữa. Mới vô mạng hết giờ. Trời ơi, đợi cùng mình có lại giờ nhé. Giờ đi leo tháp xíu nha. Trời ơi, mới tìm được mình một cái. Vô nhận chung với mình nhé. Vô nhận cái. Wow. Wow, hai cái có rồi. Chị cũng nhận nhiều cái có rồi. Cái này nè mọi người, 47 thẻ rồi. Cái đường là vô tận à mọi người. Mới vô game đó là nó đằng sau mọi người luôn á. Chị có 47 thẻ rồi. Em như thế rồi. Em hả? Em còn. Còn cái hơn 2 cái lận. Còn cái nữa. Ok. Ơ cái này là kiểu. Wow. Alubilo em còn thừa cái thẻ nha. Wow. Alubilo có thừa cái thẻ nào không có không nha chị? Em lộn, kìa chậm đi. Nhận sao? Còn mà. Hết rồi. Hết cùi. Còn nhận nhiều lắm mọi người ơi. Trời ơi nhận nhiều thẻ lắm. Thu cái đó chị cũng chưa có. Cái này cũng chưa mua. Rồi. Yeah, quà đến. Hình như không có nào mới cho em hết dương. Mình thấy có mấy cái nhìn lạ. Kiểu này không đẹp tí nào hết chưa. Hai cái. Ok. Bây giờ thì ngồi giữa thời gian trôi. Hồi nãy làm gì quên người ta. Nãy định làm gì trời. Mình thích cái kiểu này nè. Lắc lắc lắc. Ui. Vị trí này nữa nè mọi người. Ok, vị trí này. Đó. Trời đây quay nha. Trời lắc nữa rồi. Đây. Yeah. Đâu rồi? Đi xuống tắm. Một kem đi nó ứng, một kem đi nó ứng. Từ từ chưa xuống nè. Xuống. Trời, chắc quá. Ui, em xuống mọi người ơi. Xuống rồi đúng không? Có cái khấu này. Cái chỗ mà bơi bơi mà hiện cái dòng chữ á. Nó có hiện chữ. Nghe đây hả? Đúng rồi. Ủa? Rồi. Ngồi kế bên luôn. Qua chưa? Mới lên ống nè, hứa á. Cô chủ nhà mới ba. Bệnh viện. Ok. Nhà ma.
Ngày mai lên chị đi. Ra ra thành phố chưa? Mình đang ra rồi qua nhà mẹ. Rồi xong lắc. Nè mọi người, mới vô mọi người chụp ngay đây nha mọi người. Nè, cái chỗ này là mọi người mình thì mình chụp rồi nên mình không cần chụp nữa. Chỗ này thì thôi. Để lên đây rồi. Đâu? Nè em vô chỗ này em chụp nha. Em vô nghe cái cát đúng không? Cái cát em nhớ hình như cái cát này nè. Chữ á. Chữ chắc cái cát này quá. Ờ hình như nó luôn. Hỏi chuối nữa rồi chết rồi không á. Ô 2 giờ tối không nhớ, sợ hết giờ đứng im trong khu không biên á. Trời ơi rồi nghe vị trí này đó. Thì tất nhiên mà nhớ vị trí đó rồi. Em ghi vị trí đó trong đầu luôn mà. Vị trí đó rất là quan trọng. Chị chụp được vị trí đó chưa? Cái vị trí đó phải căng đúng. Căng đúng cái. Mà cái khung này bật nè. Tí nè. Ok mọi người, bây giờ mình bóc cái hộp thường này cái. Ok. Bây giờ mình sẽ ra nhận quà của cái sự kiện này cái. Trời ơi, mình đi nhận xem. Xin quá trời. Wow. Chưa có. Chưa có. Có rồi. Hình như chưa có sao mà không nhớ. Ui. Có 2 cái nhiều sao thế. Wow. Cho coi cái quà đến này như thế nào nhé. Ui. To rất là cực. Ui. Xem đấy. Để xem mấy cái mới. Trên đường đi học mới nè. Ui, 2 cây. Cũng đặt mấy cái mới quá trời. Ui. Wow. Đây. Nhìn nè. 2 cái mở ra đúng 1 lần. Cổ động với lại luyện tập thi đấu trận thủ á. Nhưng mà tuyển thủ lộn. Ok. Cho các em giờ tiếp nhé. Ok mọi người nghe vị trí này nha. Right. Cái chỗ ngồi này nè. Coi. Đó. Được ngay. Em nhận luôn nè. Bóc lẹ. Cái này em có rồi. Ui, chưa. Chị đang ở đâu vậy? Thôi mình ra trường ở đây. Mình đi qua khu kia. Đi sao? Đi dầm tìm nha. Không phải. Đợi tìm xin cái. Chứ hơi lâu. Cái này phải không? Phải không? Không phải. Cái nào đúng nhở? Nhìn đây cái thứ hai. À đúng cái thứ ba rồi. Đúng không? Không đúng. Cái nào đúng nhỉ?
cái này đúng không? Không. Mày ơi. Phải cái này không? Phải không? Không phải. Trời ơi. Phải không? Không. Ủa. Cái con này khó thế. Ê dạ, bạn này nữa. Bây giờ phải tìm nè. Nghe tiếng cười mà không nghe gì hết chứ. Nghe coi. Đợi từng cái mọi người ơi. Ui cái này lâu. Đợi. Cái thứ nhất. Không phải. Cái thứ hai. Mình chụp từng cái. Cái thứ hai. Cười. Chụp tới chừng là có nha. Chưa nghe tiếng cười gì chưa? Không phải. Wow. Tì. Không phải. Nghe tiếng cười á. Không nghe gì chưa? Rồi. Nghe tiếng cười dữ luôn á, nghe tiếng cười nhỏ chưa? Nó cười nhỏ hơn từ cười to vậy? Là cười ha 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 vậy không? Trời ơi. Rồi. Rồi mình canh cái. Được rồi mọi người ơi. Dạ, được rồi. Vui quá. Hồi nãy mình nghe tiếng cười nhẹ mọi người mà cười nhỏ quá không nghe đâu. Bây giờ mới kiếm bật kiếm game nhỏ để cao cấp. Ờ cái này chưa có, không biết có chưa luôn. Cái này có rồi, chết tôi không á. Hình như có hai cái thì mình có rồi hay sao ấy. Bấm lộn trời ơi. Rồi để coi. Đây có cái này mới. À này là bắt thăm hồi nãy rồi. Trời ơi. Bây giờ tìm tiếp nè. Khu nhà hết lớn này có cái nào không ta? Ở đâu quá nhờ. Úi giời. Cho cầm đi. Cầm đi chưa chụp nào. Đi chụp thôi. Trời ơi nãy giờ đi xe có phải lẹ không? Úi 5 giờ rồi. 5 giờ hết chưa nhờ? Năm giờ hết chưa? Hết, năm chưa. Do con bưng hú lẹ. Hồi nãy giờ quá. Năm giờ hết rồi Rồi xong. Ok mọi người, thì mình kiểu như là mình sẽ đợi để quay vật 2 xong mọi người. Ờ thì cũng bye bye mọi người, ở video sau mình sẽ đăng ký vật kênh mọi người.